chiều ấm áp tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em. Hồi hồi sáng shop vừa mới review ba ga với lỗ cúp cho anh em. Có một ông chú kêu Quân ơi, giờ nào lên video á quay cái dè composite cho anh em xem. Thì sẵn hôm nay mình quay cho anh em một em SS50V nha. Qua đây đi một vòng cho anh em xem. Một em SS50V úp cái dáng CD tem đao nha, đi cái màu quá tơi luôn, đi cái màu xanh lá quá tơi luôn anh em. Đi một vòng cho anh em xem với hai màu chủ đạo nha, xanh và đen đó. Thì trước khi vào chi tiết ở đây, trước khi vào chi tiết thì Airsoft em quay cho anh em xem một cái dè composite màu vàng cháy được rất là nhiều anh em dặn shop ha, và cái màu đang rất là hot trên thị trường ha. Một cái dè composite như vậy giá của em nó là 1,5 triệu, full đầy đủ phụ kiện ha. Quay cho ông chú xem và những ông anh, những ông chú ở xa xem luôn. Một cái dè sau composite màu vàng cháy ha. Ở đây là shop đang set up cho anh em xem, và hết ba cái là đem đi gửi cho khách rồi ha. Ở đây cho anh em xem màu hot nhất trên thị trường luôn ha, đang rất là hot luôn. 1,5 triệu một cái anh em nhìn nha, rất là chuẩn, phơm chuẩn nha, từ phơm chuẩn y như zin nha. Và đặc biệt là bên shop em làm rất là dày nha, shop em làm rất là dày nha. Đổ cái này là mình đổ khuôn và mình làm khuôn tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn luôn ha. Một cái combo như vậy là 1,5 triệu và full đầy đủ phụ tiện từ cốc bát là đầy đủ hết cho anh em luôn. Và những anh em ở xa cứ việc yên tâm, ship toàn quốc hết, nhận hàng, kiểm tra hàng đồ mới thanh toán ha, phí ship là bên mua chịu. Cái dè composite bên shop em là độc quyền nha. Từ cái chất lượng tới nước sơn là bao với anh em đẹp, về thả vô là lụm. Cực kỳ dày và nặng chắc luôn ha. Và nó như zin, cái màu này là hot nhất là anh em. Có 3 màu nha, màu xám xanh, màu vàng hột gà và màu vàng cháy. Và cái màu vàng cháy này cái màu rất là hot ha. Rất là hot luôn, rất là hot trên thị trường luôn. Đó, quay cho ông chú xem. Thì như những anh em ở xa cũng vậy luôn. Những anh em ở xa xem những cái video của shop em, cần shop em review những món gì, cứ việc cho shop em một cái bình luận. Thì khi mà quay xe hoặc là quay phụ tùng thì shop em sẽ quay cho anh em xem ha, và báo giá trực tiếp trên video luôn. Lúc nào cũng hỗ trợ cho anh em ở xa hết mình, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán ha. Rồi, vào đây. Thì cập nhật ngày hôm nay thì shop em lên cho anh em một em SS50V, một em biển số 67 An Giang. Cấu hình máy là cấu hình máy 100 nha, cấu hình máy 100 sạch sẽ gọn gàng, đi với hai màu chủ đạo là xanh lá và đen nha. Thì con xe này cực kỳ dễ thương luôn, từ máy móc tới màu và tới giá luôn, chỉ có 17,500,000 thôi anh em, chỉ có 17,500,000 thôi. Và có cọc là có ship toàn quốc cho anh em. Qua bên đây quay cho anh em xem. Nước sơn thì cũng còn khá ha. Về thì phải nói là sạch sẽ, về là chỉ đủ xăng vô mà chơi thôi. Như bình xăng lớn tem đao nè. Đó, tem đao nha. Đầy đủ, đi với cái yên mã lai da bóng ha. Đi cái yên mã lai da bóng. Ba ga sau inox. Anh em ha, ba ga sau inox. Cái này là shop vừa vô nè. Ha. Xi nhan Atimon. Ha. Đèn lái sau mới 100% luôn. Shop vừa mới vào cho anh em. Và xuống đây quay cho anh em xem. Xuống đây quay cho anh em xem. Niền căm sáng sủa sạch sẽ ha. Niền căm sáng sủa sạch sẽ nha. Xe này về thì thật ra thì nó đã sạch sẽ sẵn rồi. Thì về ví dụ như mà anh em không thích cái món nào thì anh em bỏ ra thôi. Từ máy móc chút để shop test cho anh em nghe luôn. Nghe là bảo đảm tê tái luôn. Nhẹ nhàng, êm thanh thích nha. Êm nẹt bô nghe sướng lắm, cái bô này nghe móc nghe sướng lắm anh em. Đây à, gấp nè, đầy đủ từ nước sơn ha. Cục máy là sạch sẽ sáng sủa nha, cục máy là sạch sẽ sáng sủa nha. Cấu hình máy là 100, dên đầu lồng rim ha. Quay vô cái nước sơn sườn còn rất là ok luôn ha, còn rất là ok luôn. Mình thấy màu này cũng khá là ok nha. Cái này mà đưa mấy ông chú đi thì thôi hết giờ luôn, màu này đi mấy ông chú đi đẹp. Đó, quay vào cục máy cho anh em xem. Quay vào mấy ông anh, mấy ông chú ở xa xem. Một chiếc xe 17 năm. Sườn lấp zin nha. Xe này là sườn lấp zin nha anh em. Sườn lấp zin nha. Đầu lồng rim nha. Lên trên. Shop vừa mới vô, cũ của nó là cũng đi di đông CD luôn.
Nhưng mà cái ghi đông CD đó mình thấy không đẹp, nó cao quá, nó cao và nó bè quá. Mình vô cho anh em cái ghi đông CDS nha. Mình vô cho anh em ghi đông CDS luôn nha. Full đầy đủ chức năng, điện đèn càng lúc nào cũng đầy đủ cho anh em. Nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Ở đây. Qua đây cái bình này như hơi yếu rồi, cái bình hơi yếu rồi. Để sắp chỉnh cái càng này cho anh em. Điện đèn càng xi nhan đầy đủ ha. Xuống đây. Dè yeah. Cặp dè này cặp dè mới rồi ha. Cặp dè inox mới. Nói chung là xe này từ dàn màu, dàn chân tới dàn máy luôn thì sạch sẽ gọn gàng. Về là chỉ có đổ xăng vô mà đua thôi. Anh em không thích cái mẫu nào thì anh em tháo ra ha, không thích cái mẫu nào thì anh em tháo ra thay. Thì bên shop em là chuyên về phụ tùng rồi thì anh em khỏi phải lo rồi. Bên shop em là chuyên về phụ tùng thì khỏi phải gì phải lo hết. Đây, niền câm nè ha. Niền câm sạch sẽ, sáng sủa. Đó anh em ha. Đi cái màu hai màu chủ đạo là xanh lá và màu đen ha, như là đùm đen nè. Pha đèn cũng màu đen. Đó, về là chỉ có đổ xăng vô mà đi thôi. Về là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi. Quay vô đây luôn. Quay vô cái sườn cho anh em xem nha. Quay vô cái sườn cho anh em xem. Đó, sạch sẽ. Nước sơn nhìn, nói chung là nước sơn nhìn cũng khá là ok anh em nha. Nhìn cái sườn khá là ok, nước sơn khá là ok luôn. Đặc biệt thì xe này là được cái SS50V. Thì như anh em thấy nha, cái sườn khá là chắc chắn ha. SS50V đúng đời 72. Úp dán CD tem đao ha. Số khung số máy là chuẩn chỉ nha. Sườn lớp zin anh em nha. Số khung số máy chuẩn chỉ, sườn lớp zin. Sạch sẽ. Về là chỉ có đi thôi anh em. Và giá của em nó là 17.500.000. Và xe bên shop em lúc nào cũng vậy nha, có cọc là có ship, có cọc là có ship. Ở đâu shop em cũng ship được hết nên anh em cứ việc yên tâm. Ở đâu shop em cũng ship hết ha. Quay lại luôn. Quay số khung số máy lúc nào bên em shop em vậy nha. Mình buôn bán đàng hoàng không có gì phải sợ hết. Số khung số máy lúc nào mà mình cũng quay rõ ràng cho anh em ha. Biển số là 67 An Giang 06485 ha. 06485. Test cái bồ cho anh em nghe luôn. Thầm không? Bịt cái bồ lại cho anh em nghe. Máy thì thầm không em? Cấu hình máy là 100 nha. Trên 100, đầu lòng 100 ha. 4 số CD. 4 số CD anh em. Xe sạch sẽ sáng sủa. Chỉ có 17.500.000 thôi ha. Và những chiếc xe bên shop em bán đều có cọc là có ship xa hết nên anh em cứ yên tâm. Đều có cọc là ship xa hết. Lớn lên cho anh em nghe ha. Cái bồ nghe ác rồi nè. Cái bồ nghe ác không? Đây anh em ha. Và cái dáng xe này mình cũng thấy, mình cũng thích cái dáng xe này đó anh em. Nhìn nó cứng cáp. Nó thấp mà nhìn nó cứng cáp nè. Để thử cho anh em coi nè. Phụ tùng thì nhận hàng đấy, anh em thấy là đi một vòng cho những linh tinh. Ở bên đây thì anh em biết rồi ha, bên đây là phụ tùng 67 ha. Cổ nhà kế bên thì phụ tùng cúp, chuyên nghiệp phụ tùng cúp. Thì anh em cần món nào cứ việc cho shop em một cái bình luận. Shop thấy anh em cần món đó sẽ giống như là ông anh này ha, mình sẽ review báo giá trực tiếp cho anh em nha. Anh em cứ việc yên tâm ha, báo giá trực tiếp hết cho anh em. Cái màu này rất là hot rồi. Đó, sáng thì mình có quay shop em có quay cho anh em xem, sáng mình có cập nhật đồ cúp
cập nhật 3G. Anh em có, nếu mà anh em nào mà chưa vào xem thì vào xem giúp em nha. 3G bảo vệ, 3G bảo vệ các dòng đời cúp luôn. Còn rổ cũng vậy đó, từ rổ rim quay cúp ha, đã đầy đủ cho anh em luôn. Thì sắp hồi sáng sắp mới vừa mới làm cái clip xong đó, thì được ông anh kêu là chừng nào có quay gì đó quay về composite cho anh em xem, sẵn đây sắp quay cho anh em luôn, 1.500.000 nha, full đầy đủ phụ kiện hết. Về là chỉ có lên xe anh em ha, về là chỉ có lên xe. Còn em này thì 17.500.000, có cọc là có ship luôn, có cọc ship đầu cuối cho anh em. Biển số 67 An Giang, nẹt tê tái anh em, nẹt tê không được cái bồ nghe thôi. 17.500.000, có cọc có ship toàn quốc nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Ở đây, đây là những cục hàng của những anh em ở xa nè, giờ này là hàng đi nè. Nhắc tới với mấy anh em luôn nha, những cục hàng của anh em ở xa là hàng shop em là ngày nào đi ngày đó nha anh em, hàng là ngày nào đi ngày đó nha. Quay cho anh em xem, hàng là ngày nào đi ngày đó, anh em cứ việc yên tâm ha. Và những cục hàng nào mà ở xa thì nó hơi lâu chút xíu đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha, bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.